Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục quay trở lại với video của em ngày hôm nay. Thì tiếp tục hôm nay đã rất lâu rồi em tiếp tục lên cho anh em cái cầu chuyển đổi loa. Đấy, gọi là cầu loa cũng được, nhưng anh em gọi là cầu loa cũng được. Thì đây là cái cổng cổng chuyển đổi loa đa năng, cầu loa đa năng. Thì cái cổng này anh em có thể vừa có thể cắm bắp chuối này, vừa có thể cắm mỏ chim này, và vừa có thể cắm càng cua nha anh em nhé. Đấy, tại sao mà em lên cho anh em như thế này? Thì đây đây là một lý do. Hôm nay có một anh khách đấy, anh khách có hỏi em là có cái gì mà có thể chuyển cái này từ cái được cổng kẹp này sang cái cổng bắp chuối không. Thì anh có một bộ dây loa phun đầu chuối đấy, ví dụ đây là một bộ phun đầu chuối mà anh ấy đang dùng âm ly mà chỉ có kẹp như này thôi thì chắc chắn là không vừa rồi. Thì em mới lại nhớ ra những cái cầu loa thế này, gọi là đây gọi là cầu loa đuôi chuột anh em nhé, ra những cái đuôi chuột như này này. Đấy, anh em nhìn nhau. Hiện tại dây em làm cho anh ý là dây đồng mạ bạc, dây của Nhật. Đấy, và tại sao em lên như này? Vì cái này có thể chuyển ra một cái rắc đa năng cho anh em để anh em cắm bắp chuối. Đấy, thì đây. Đấy, anh em ấn kẹp này, ấn kẹp vào. Đấy, kẹp vào này. Đấy, kẹp cái lõi vào. Và nó sẽ giữ ở đây và sẽ ra được một cái cầu loa đa năng như thế này. Đấy, và cái cầu loa đa năng này làm được cái tác dụng gì? Đấy, là nó có thể cắm được bắp chuối. Cắm được bắp chuối anh em nhé. Đấy, cắm được bắp chuối này, cắm được càng cua này, đây cắm được càng cua. Càng cua này thì anh em chỉ việc cho cái này vào và anh em cài vào thôi. Đấy, xoáy vào nó sẽ chặt. Đấy, đây là một cái dây càng cua. Đấy, đây là một bộ dây loa càng cua anh em các bác nhé. Đấy, thì một bộ cái cầu loa này thì nó rất là đa năng. Nhiều anh em đang dùng cái âm ly này, em cũng thấy rất nhiều anh em dùng cái âm ly đầu kẹp như này. Đấy, chủ yếu là sẽ là đá âm ly Nhật, nó rất hay có cái kẹp này, âm ly cổ đấy ạ. Đấy, nhiều anh em có thể thay những cái cầu loa này bằng cái cầu loa như này. Đấy, nhiều anh em mua về để thay những cái cầu loa như này, nhưng mà cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ mất zin cái âm ly của anh em đi. Cái thứ nhất là nó sẽ mất zin đi, và thứ hai là nó mất mất cái đẹp, cái đẹp đấy ạ. Đấy. Và tại sao em lại làm dây dài như thế này? Đấy, dây dài này để anh em có thể kể anh em muốn ngắn hơn anh em có thể cắt đi nhá. Đây là em làm dài để em gửi đến anh em các bác thôi. Đấy, nhưng mà anh em có thể cắt bớt đi, dài đến tầm 20 phân thôi. À, dài đến tầm 15 phân thôi, nhưng mà hiện tại em đang làm được 25 phân cơ. Đấy, chứ không phải là anh em để nguyên đây mà xài. Đấy, rất là tiện thôi. Đấy, đỏ anh em có thể cắm vào đỏ. Đấy, đen anh em cắm vào đen. Được chưa ạ? Cái này thì anh em có thể xoắn nó chặt hơn một chút, hiện tại em xoắn nó hơi lỏng. Kể cả anh em nào mà muốn chấm chiếc vào đây em cũng chấm được cho anh em. Đấy, rất là tiện thôi. Đấy, như này là đủ 4 cầu loa. Đấy, hai đỏ và hai đen, anh em nhìn thấy không ạ? Hai đỏ và hai đen. Đấy, chúng bao giờ chúng ta cắm bắp chuối vào thôi. Cắm những cái cầu dây bắp chuối vào này. Ví dụ anh em có những bộ dây xịn mà muốn sử dụng cái này nó cũng rất là tiện. Đấy, anh em có một bộ dây loa như này. Đấy, ví dụ trên tay em lại đang bộ dây loa phun phun đầu mỏ chim, à phun đầu bắp chuối. Anh em có thể cắm vào đây rất đơn giản thôi. Đấy, đúng chưa? Đấy, tiếp theo cắm. Đấy, xong ra loa, loa cũng vậy. Đây, ví dụ trên tay em đang là một cái loa cũng ở đầu bắp chuối. Đấy, thì em cắm nó rất là đơn giản. Chủ yếu bây giờ tất cả trên trên những đồ âm thanh, cái dây loa xịn thì chủ yếu các hãng thường sử dụng cái dây loa phun đầu bắp chuối như thế này. Đấy. Thì đây là một cái cấu hình rất là hay. Đấy, thì em đang bán một bộ như thế này, 4 chiếc có giá là 320.000. 320.000 cho bốn đầu cầu loa ra đầu cầu loa đuôi chuột như này. 320.000 thôi anh em và các bác nhé. Đấy, anh em là các bác nào mà quan tâm về cái sản phẩm ngày hôm nay thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em sẽ để ngay dưới màn hình này. Đấy. Cảm ơn anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video sau. Anh em thấy hay cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.